lập thanh là thời gian bỗng dừng lặng im, nghe nhịp tim khẽ rung lên từng hồi từng bối rối. Ôi giời ơi, hình như em lỡ rơi vào đây của tình yêu với anh này. Baby tell me, do you really love me? Chỉ có 10202. Không cần vâng tục vâng tục, cưng cũng không cần tăng lực tăng lực. Chỉ có 10202. Không cần vâng tục vâng tục, cưng cũng không cần tăng lực tăng lực. Who's got the club all easy, spotlights come to you just as baby. Why don't you come over here, you got me saying. Chỉ có 10202. Không cần vâng tục vâng tục, cưng cũng không cần tăng lực tăng lực. Sinh ra được bao bọc nhưng lớn không bóc để bao giá. Thế giới này bao la và công nhận bạn có tài mà. Bao nhiêu lần đi á, bạn cứ bảo biện bạn đâm qua. Bảo trẻ sự nhút nhát, xong lại tự thù mình ở nhà. Muốn đẹp trai tôi dù bạn thuê tì tì được nhìn đi. Bạn kêu thôi hơi ngại đám đông nhưng story share toàn meme. Em
anh không cần bất cơ. Hoa xinh trưng lên đưa anh làm voi chờ. Anh không muốn nghe hay tụi thôi mà. Can't say no you bet. Baby không cần care mà rồi anh chưa dám làm gì đâu. I'm a little shy and I'm always say you know. Em yêu là em xinh không nhìn thấy hơn thông minh. Nhưng sao tránh hỏi dung linh khi thanh. Sinh ra được bao bọc nhưng lớn không bóc bê bao giá. Thế giới này bao la và công nhận bạn có tài mà. Bao nhiêu lần đi á, bạn cứ bảo biện bạn vẫn qua. Bao trẻ sự nhút nhát, xong lại tự thù mình ở nhà. Muốn đẹp trai tôi rủ bạn về PT tập gym đi. Có lẽ anh đã quá yêu em, và rồi nhận ra em không cho ta những đắng cay. Và có lẽ anh đã quá thương em. Happy birthday to me. Ra được bao bọc nhưng lớn không bóc bê bao giá. Thế giới này bao la và công nhận bạn có tài mà. Bao nhiêu lần đi á, bạn cứ bảo biện bạn vẫn qua. Bao trẻ sự nhút nhát, xong lại tự thù mình ở nhà. Muốn đẹp trai tôi rủ bạn về PT tập gym đi. Bạn kêu thôi hơi ngại đám đông nhưng story share toàn meme. Yeah.
2022 anh có hỏi thì nói là thích nghe nhạc trap. Cô ấy bảo rằng cô ấy muốn làm quen, cô ấy bảo cô ấy đã chắc làm fan. Cô bảo chồng em kia rất là ghen. Là anh và ba má xin được rước em về nhà để giữ em của riêng anh cả đời. Đợi chờ anh đã lâu biết không em muốn bên người. Chẳng tìm đâu ra một người như thế, mọi thời xinh như hoa đang yêu thật thà. Cứ em gần thương nhau qua bao tháng mưa. Câu hỏi tưởng nói là thích nghe trap. Cô ấy bảo rằng cô ấy muốn làm quen, cô ấy bảo cô ấy đã chẳng làm fan. Cô ấy chồng em kia rất là ghen, lòng tôi thổn lên là em. Nhưng lớn không bóc bê bao giá ấy. Thế giới này bao la và công nhận bạn có tài mà. Chuẩn. Bao nhiêu lần đi á, bạn cứ bảo biện bạn tận qua. Bảo trẻ sự nhút nhát, xong lại tự thù mình ở nhà. Muốn đẹp trai tôi dù bạn thấy tí tí tự nhiên đi. Bạn kêu thôi hơi ngại đám đông như story share toàn meme. Có lẽ anh đã quá yêu em, và rồi nhận ra em mong cho ta những đắng cay. Và có lẽ anh đã quá thương em. Mới yêu một người thôi mà đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Bây giờ nhá, mình yêu một lúc 5 người đi. Ôi dồi ôi, tưởng tượng thôi đã thấy chết cả tuyệt vời luôn. Siêu bạch lên đây lung lai lung lai. Anh chỉ có 10202. Không cần văng tục văng tục. Cưng cũng không gặp tăng lực tăng lực. Chỉ có 10202.